Dạ, xin mời hội chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô ta sa pha ga va tu arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga va tu arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga va tu arahato samma sambuddhassa. Dạ, kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2021. Mình tiếp tục học Pháp Đàm online. Tuần trước á, mình đã đi qua cái phần là các loài căn tánh và những cái đề mục thích hợp cho mỗi loài căn tánh. Và hôm nay đó, mình đi qua một cái phần cuối cùng liên quan tới thiền chỉ. Đó là các thẳng trí. Đó là những thẳng thẳng trí, tức là những thần thông, tiếng Pali gọi là chữ Avinya đó. Đây là kết quả của thiền định, một trong những lợi ích của thiền định. Và vì mình ở đây coi như là một cái lớp học á, không phải là một bộ thuyết pháp, mà phải là cái cách khác, mà lớp học là một cái cách khác. Lớp học là chúng ta ngồi học từng chi tiết rất là tỉ mỉ rõ ràng để mà mình nắm cái kiến thức một cách rất là chắc. Còn thường những cái buổi thuyết pháp ở các cái hội chúng đông, lâu lâu thuyết một lần đó, thì thường á, người ta hay chọn những cái đề tài cụ thể, rồi giảng phải có kết hợp kể chuyện, rồi á, là phải cho nó sinh động, giảng bài này kia ha, là khác. Còn những buổi ở đây đó, khi quý vị mà học ở trên Pháp Đàm này đó, thì chủ yếu á, là mình đi sâu vào gần đây, mình đi sâu vào trong kinh điển để có những chuyện mà mình nghĩ là mình biết rồi, nhưng mà thật ra đó, mình biết sơ sơ trên ngọn thôi, mà khi mà đi vào từng chi tiết căn nguyên á, thì hóa ra là mình không có biết gì nhiều. Ví dụ như sẽ lát nữa mình học về đề tài thẳng trí, quý vị sẽ thấy lâu nay mà mình đọc về thẳng trí thì mình nói ồ thì có 6 loại thẳng trí đó: thân túc thông này, thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Rồi mình kể về xong rồi, còn ngoài ra làm sao để có được thẳng trí, bằng cách nào, hành thiền gì vân vân, rồi thiền đó phải đem biện xử gì vân vân, thì mình không có rành, đúng không? Cho nên á, trong cái bộ Thanh Tịnh Đạo thì giải thích rất là rõ. Để cái này là nói dành cho, mặc dù mình có thể nói tôi không có hành thiền chỉ, tôi cũng cần biết những điều này, dù mình không hành đi nữa, nhưng mà những cái này là một những đề tài quan trọng ở trong Phật giáo. Thì ít nhất mà mình biết tương tận thì vẫn hơn là không biết chút gì, hoặc là biết một cách nó rất là khập khiễng. Đó là lý do mà hôm nay mình sẽ cùng nhau đi vào cái bài bài này, nói về các thẳng trí một cách rất là tỉ mỉ chi tiết dựa trên Thanh Tịnh Đạo. Đây là phần còn là trong phần chương 12 ha. Trong đó là chương 12 nói về các thẳng trí hay là các năng lượng thần thông. Tiếng Pali là Iti Vita Nidesa. Trước đã nói về các loài thẳng trí thuộc thế gian, rằng sự tu tập đường này nó đem lại lợi ích là các loài thần thông. Bây giờ muốn viên mãn những loài thẳng trí ấy đó, thì trước đó thiền giả cần phải đắc tử thiền về biển xứ đất vân vân. Và trong khi làm việc này, không những sự tu tập định đã đem lại lợi ích như thế mà định còn được tăng tiến nữa. Và khi hành giả có được định đã phát triển đến độ vừa đem lại lợi ích mà vừa trở nên tăng tiến, thì vị ấy sẽ làm viên mãn tu tập tuệ một cách dễ dàng hơn. Bởi vậy chúng ta sẽ giải thích về các loài thẳng trí. Và mục đầu tiên là nói về 5 loài thẳng trí. Để trình bày những lợi ích của sự tu tập định cho một thiền nam tử đã đắc định tự thiền và để tuân từ dạy diệu pháp, thì Đức Thế Tôn đã mô tả 5 loài thẳng trí thế gian. Mình thấy là có, mình hay nghe nói là lục thông, là 6 loài thẳng trí, nhưng mà ở đây chỉ 5 loài thôi, bởi vì đây là đề cập tới thẳng trí thế gian. Trừ cái thẳng trí cuối cùng, tức là lầu tầng thông á, là chỉ dành cho các bậc đắc A-la-hán mới có. Và cho nên còn những người mà hành thiền chỉ bình thường mà không có đắc đạo quả, thì người thì cái mà chúng nhất đó gọi là 5 loài thẳng trí thế gian. Đó là những năng lực thần biến được mô tả như: khi tâm đã được định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu uế, đã trở thành nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc và đạt đến bất động, vì ấy dẫn tâm
hướng tâm đến các loài thần thông như một thân biến thành nhiều thân, vân vân. À, đoạn này là trích từ Trường Bộ Kinh tập 1 trang 77, tức là nằm trong kinh là Sa Môn Quả đó. Bởi vì trong kinh Sa Môn Quả là nói về lợi ích của một người tu tập hành Sa Môn. À, thì trong đó đó là nếu những người mà tu thiền chỉ đó thì sẽ có được các loài thần thông này. À, thì như vậy thứ nhất á, là các loài thần thông là thần thông, thần túc thông là một thân biến thành nhiều thân là số 1 nè. Số 2 là thiên nhị thông, 3 là tha tâm thông, 4 là túc mạng thông và 5 là sanh tử trí, tức là trí biết về sự sống và chết của chúng sanh. Thì sanh tử trí này thì cái tên gọi khác của nó chính là thiên nhãn thông. Bây giờ đi từng từ lần từng loại một ha. Phần đầu nói về các loài năng lực thần thông. Nếu một thiên giả muốn khởi sự biến hóa nhờ năng lực thần thông như là một thân biến thành nhiều thân vân vân, vì ấy phải hoàn tất 8 thiên chứng trong mỗi một kasina, trong 8 kasina khởi từ kasina đất và cuối cùng là kasina trắng. Nên có 10 kasina ha, nhưng mà cái 8 kasina đầu đó thì thường được dùng một cách rộng rãi, đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, cho nên bắt đầu từ đất và cuối cùng là trắng. Hành giả cũng cần hoàn tất sự điều phục tâm theo 14 cách. À, thứ nhất là theo thứ tự của các biển xứ chiêu thuần. Thứ hai là theo thứ tự của các biển xứ mà chiêu nghịch, rồi hoặc là ngược chiêu, rồi thuần chiêu và ngược chiêu, rồi theo thứ tự thiên chiêu thuần, theo thứ tự thiên chiêu ngược, thuần chiêu và ngược chiêu thiên, hoặc là bỏ băng cả thiên, hoặc là bỏ băng kasina, hoặc là bỏ băng thiên và kasina. Chuyện vị trí thiên chi, chuyện vị trí đối tượng, chuyện vị trí thiên chi và đối tượng, phân biệt thiên chi và phân biệt đối tượng. Thì cũng may là có những đoạn trong này, nếu như mà không có cái sự giải thích đôi lúc mình cũng không hiểu nổi đâu ha. Ví dụ như nói là chuyện vị trí thiên chi hay chuyện vị trí đối tượng là sao chẳng hạn vậy. Thì may là ở phía dưới, vòng phía dưới này đó thì có giải thích từng cái mục một trong 14 mục này. Đầu tiên gọi là theo thuần thử, thuần thử cả kasina. À, này, theo thứ tự của các biển xứ chiêu thuần thì biển xứ là một tên gọi khác của kasina. Cho nên đó, gì là thuần thử các kasina và gì là phân biệt đối tượng, tức là từ số 1 đến số 14 đó. À, bây giờ giải thích từng tuần từ từng một, một điểm trong đó. Ở đây một tỳ kheo mà đắc thiền về kasina đất rồi đến kasina nước và tuần từ cho đến 8 kasina, làm như vậy 100 lần, ngay cả 1000 lần, ngay cả đến 100.000 lần. Và trong mỗi thử kasina, không phải dễ đó, quý vị thấy không? Không phải mình nói mình đắc thiền kasina xong rồi vô cả là mình có thân thống liền. Không phải mới vô không còn chưa rồi. Tâm phải vô cùng thuần thục, cho nên là làm như vậy mà cho tới 100 lần, 1000 lần, mà tới 100.000 lần, mà trong mỗi thử kasina nha. Và trong đây có tới 8 kasina, mà mỗi thử kasina đều phải đắc như vậy. Và làm như vậy nhưng mà khởi tứ kasina màu trắng thì gọi là kasina ngược chiều. Khởi từ màu đen, khởi từ đất thì gọi là thuần chiếu, mà khởi từ dưới lên, tức là khởi từ màu trắng thì gọi là ngược chiều, đó là số 2 này. Từ tức là theo thứ tự của các biển xứ chiêu thuần, tức là từ kasina đất cho tới kasina trắng thì là chiêu thuần, rồi theo thứ tự của các kasina ngược chiều, tức là từ kasina trắng mà ngược lại tới kasina đất ha. Rồi tiếp theo là đắc thiền nhiều lần theo chiêu thuần rồi nghịch, tức là từ kasina đất đến kasina trắng, rồi từ kasina trắng trở lại kasina đất thì gọi là thuần chiều và ngược chiều các kasina. Như vậy là xong 3 mục đầu nè. Thứ tư, nhập xuất thiền nhiều lần từ sơ thiền đến phi tưởng, phi tưởng xứ thì gọi là thuần thử thiền. Mình tức là đi từ cái thiền thấp nhất tới thiền cao nhất thì gọi là thuần thử thiền. Đó, mục thứ tư. Mục thứ năm, nhập xuất từ phi tưởng, phi tưởng xứ trở lại sơ thiền nhiều lần thì gọi là ngược chiêu thiền. Như vậy là đi từ cái từ đi là từ thiền cao nhất đến thiền thấp nhất thì gọi là ngược chiêu thiền. Tiếp theo là chứng theo thứ tự thuần nghịch từ sơ thiền lên đến phi tưởng, phi tưởng xứ, và từ phi tưởng, phi tưởng xứ lúc trở lui về sơ thiền thì ấy gọi là thuần và nghịch các thiền. Không phải chỉ đi theo một chiều ha, mà đi theo thuần xong lên chiều nghịch, rồi nghịch xong rồi trở lại thuần. Đến mục thứ bảy, vì ấy bỏ băng thiền mà không bỏ băng biển xứ như nhau như sau.
Trước hết là nhập sơ thiền ở biển xứ đất, rồi nhập tam thiền cũng ở biển xứ ấy. Như vậy bỏ băng thiền tức là từ sơ thiền mà bỏ băng để nhị thiền, sau đó nhập vào tam thiền thì gọi là bỏ băng thiền. Nhưng mà không bỏ băng biển xứ là bởi vì cùng chung một biển xứ. Sơ thiền biển xứ đất thì tam thiền cũng biển xứ đất. Rồi sau khi bỏ biển xứ, chứng không vô biên xứ, sau đó chứng vô sở hữu xứ. Đây gọi là bỏ băng thiền. Đã từ không vô biên xứ, bỏ không vô biên xứ mà sau đó không có vào là thức vô biên xứ mà đi thẳng vào vô sở hữu xứ thì gọi là bỏ băng thiền. Cũng vậy với biển xứ nước vân vân. Đến thứ 8, khi vị ấy bỏ những biển xứ cách khoảng mà không bỏ băng thiền theo cách sau: đắc thiền ở Kasina đất, vị ấy là nhập sơ thiền về biển xứ lửa, rồi biển xứ xanh, biển xứ đỏ, như vậy gọi là bỏ băng biển xứ. Như vậy đó là không bỏ băng thiền, tức là vẫn đi từ từ, vẫn đi từ từ vào nhập sơ thiền. Trong tức là cùng một sơ thiền này mà thay đổi biển xứ. Rồi từ sơ thiền mới lên tới nhị thiền, cho nên gọi là không bỏ băng thiền. Nhưng mà bỏ biển xứ cách khoảng ha. Bỏ biển xứ cách khoảng là đất mà bỏ nước, có lửa. Lửa xong rồi là bỏ đất, nước, bỏ gió, rồi qua xanh. Từ xanh là bỏ vàng mà qua đỏ thì gọi là bỏ băng, gọi là bỏ băng biển xứ mà không bỏ băng thiền. Khi vị ấy vừa bỏ băng biển xứ mà vừa bỏ băng thiền là như sau: đắc sơ thiền biển xứ đất, rồi đến tam thiền biển xứ lửa, rồi đến không vô biên xứ sau khi đã dời bỏ biển xứ xanh, kế tiếp vô sở hữu xứ đạt đến từ biển xứ đỏ. Đây gọi là vừa bỏ băng thiền mà vừa bỏ băng biển xứ. Cái này thì mình thấy rõ rồi ha, tức là bỏ băng, tức là bên bỏ băng thiền là từ sơ thiền mà tới tam thiền, còn bỏ băng biển xứ là vừa từ đất mà bỏ qua nước và qua lửa luôn. Đó thì gọi là vừa bỏ băng biển xứ vừa bỏ băng thiền. Số 10 là đắc sơ thiền ở biển xứ đất, rồi cùng biển xứ ấy đắc các thiền khác thì gọi là đổi thiền chi. Đắc sơ thiền ở biển xứ đất, rồi cùng biển xứ ấy mà đắc các thiền khác thì gọi là đổi thiền chi. Tức là sao cùng giữ một biển xứ mà đi từ tầng thiền này tới tầng thiền khác, thì mỗi cái tầng thiền như vậy thì có thiền chi khác nhau, cho nên gọi là đổi thiền chi. Nhập sơ thiền ở biển xứ đất, rồi cùng sơ thiền mà ở biển xứ nước, vân vân, cho đến biển xứ trắng thì gọi là đổi đối tượng. Như vậy đó, cùng một sơ thiền, cùng một tầng thiền nhưng mà thay đổi biển xứ thôi, từ hết biển xứ đất rồi qua tới biển xứ nước, vân vân, rồi tới biển xứ trắng luôn, thì gọi là đổi đối tượng. Từ đổi đối tượng và thiền chi, bây giờ đổi cả hai, vừa đổi đối tượng vừa đổi thiền chi, thì nó xảy ra theo cách như sau: vì ấy nhập sơ thiền ở biển xứ đất, nhị thiền ở biển xứ nước, tam thiền ở biển xứ lửa, tứ thiền ở biển xứ gió, không vô biên xứ bằng cách dời Kasina xanh, thức vô biên xứ đạt được từ Kasina vàng, vô sở hữu xứ từ Kasina đỏ, phi tưởng phi tưởng xứ từ Kasina trắng. Đây gọi là vừa chuyển thiền chí, vừa chuyển đối tượng. Rõ rồi ha. Số 13. Sự phân biệt các thiền chí mà thôi bằng cách định rõ sơ thiền là 5 thiền chí, nhị thiền là 3 thiền chí, tam thiền là 2 thiền chí, cùng vậy tử thiền, không vô biên xứ vân vân và phi tưởng phi tưởng xứ thì gọi là phân biệt thiền chí. Ở đây thì nói là chia theo 4 tầng thiền thôi, chứ không phải chia theo 5 tầng thiền ha. Cũng vậy, sự phân biệt chỉ đối tượng mà thôi, như là đây là Kasina đất, đây là Kasina nước vân vân, đây là Kasina trắng, thì gọi là phân biệt đối tượng. Có người còn nói thêm là phân biệt thiền chi và đối tượng, nhưng vì điều này không được nói trong luận cho nên không thành một đề mục trong việc tu tập. Thiền giả không thể nào thực hiện biến hóa bằng thần thông nếu chưa hoàn tất sự tu tập điều phục tâm theo 14 cách ấy. Công việc tiến quyết về Kasina đối với người sơ cơ rất khó, và chỉ một người trong số 100 hay 1000 người mới có thể làm. Sự làm khởi lên sơ tưởng là khó khăn cho một người,
trong việc tiên quyết về Kasina, và chỉ một người trong 100 người hay là trong 1.000 người thì mới làm được. Mở rộng sơ tướng khi nó đã khởi lên và đắc định an chỉ là khó, và chỉ một người trong 100, 1.000 người mới có thể làm. Điều phục tâm theo 14 cách sau khi đắc định an chỉ là khó, và chỉ một người trong 100, 1.000 người làm được. Sự biến hóa bằng lực thần thông sau khi luyện tâm theo 14 cách là khó, và trong 100, 1.000 người chỉ có một người làm được. Phản ứng máu lè sau khi đã biến hóa là điều khó, và trong 100, 1.000 người thì chỉ có một người làm được. Như là trưởng lão Rakhita sau 8 năm thọ cụ túc giới, một hôm đang ở giữa 30.000 tỷ kheo đắc thần thông đến thăm bình của trưởng lão Maharohanachutta ở Theramvattala. Thần thông của trưởng lão đã tạ ở đoàn nói về Kasina đất. Thấy vậy, một vị trưởng lão nói: "Chư hiền, nếu Rakhita không có ở đấy thì chúng ta sẽ bị thảm hại. Người ta sẽ bảo là những vị này không bảo vệ được bậc long tượng. Bởi thế, chúng ta nên đi du hành với các khả năng đã được làm cho viên mãn, cũng như binh sĩ khi ra đi với binh khí đã được lau sạch hết những vết dơ." 30.000 tỳ kheo nghe theo lời khuyên của trưởng lão và đã đến phản ứng máu lè. Và giúp người khác sau khi đạt phản ứng máu lè là khó, và chỉ một người trong 100.000 người mới làm được. Như vị trưởng lão che chở chống lại trận mưa tàn lửa bằng cách biển đất ở giữa trời, khi trận mưa lửa tro được ma vương biển hóa trong buổi tế lễ lớn ở trên đảo. Chỉ có ở chư Phật, độc giác và thanh văn đại đệ tử đã tinh tấn nhiều kiếp mà biển hóa thân thông này cùng những đức tính đặc biệt khác, như là biện tài mới viên mãn được nhờ đắc A-la-hán quả và không cần tiến trình tuần tự như đã mô tả. Bởi vậy, cũng như khi một người thợ vàng muốn làm một thứ đồ trang sức nào đó, thì ông ta chỉ làm được sau khi đã luyện vàng cho nó nhu nhuyễn, dễ sử dụng do nấu tan nó, vân vân. Và cũng như khi một người thợ gốm muốn làm một cái thứ đồ chữa nào đó, ông ta chỉ làm được nó sau khi đã làm cho đất sét trở nên dẻo, dễ sử dụng. Một người tập sư cũng thế, phải chuẩn bị cho các loài thần thông bằng cách chế ngự tâm theo 14 cách nói trên, và phải làm cho tâm nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vừa bằng cách đạt đến viên mãn giữa những đề mục dục, nhất tâm, tinh tấn và trạch pháp, bằng cách làm chủ ở trong sự tác ý, vân vân. Nhưng một người mà đã có điều kiện cần thiết cho việc ấy nhờ tập luyện đời trước, thì chỉ cần chuẩn bị để đắc tử thiền trong những Kasina. Và Đức Phật chỉ cách chuẩn bị như sau. Khi tâm đã định tĩnh, vân vân, định tĩnh, thuần tịnh, nhu nhuyễn, dị sử dụng đó ha. Thì đây là lời giải tiếp theo kinh văn, là cái đoạn 2 ở trên. Ở đây vị ấy là chỉ cho tỳ kheo đã đắc tử thiền. Như vậy là chỉ cho thứ từ chứng tử thiền, có nghĩa là sau khi chứng tử thiền bắt đầu từ sơ thiền. Định tĩnh tức là định tĩnh nhờ phương tiện tử thiền. Và tâm ở đây chính là tâm sắc giới. Nhưng về những danh từ như là thuần tịnh vân vân, nó thuần tịnh là nhờ trạng thái niệm được làm cho thuần tịnh bằng xả. Rồi trống sáng thì ở đây nó sáng là chính vì thuần tịnh, đây có nghĩa là trống sáng. Nó không có lỗi lầm vì những lỗi lầm là tham vân vân đã bị loại bởi lạc vân vân. Nó được tẩy trừ cấu uế vì nó không có lỗi lầm, vì chính lỗi lầm mới làm cho tâm uế nhiễm. Nó trở thành nhu nhuyễn vì nó đã được khéo tu tập, có nghĩa là nó chịu sự làm chủ. Bởi vì một tâm được gọi là làm chủ, gọi là tâm nhu nhuyễn. Nó dễ sử dụng, chính vì nó nhu nhuyễn, nó chịu dự sử dụng thì nó được đáng được sử dụng, thì đó gọi là ý nghĩa. Vì một tâm nhu nhuyễn thì dễ sử dụng, giống như vàng đã khéo nấu chảy. Và nó vừa nhu nhuyễn vừa dễ sử dụng là vì nó đã được khéo tu tập, như là kinh nói: "Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khi được tu tập, được đào luyện trở thành nhu nhuyễn, dễ sử dụng như là tâm." Nó vững chắc bởi vì nó vững chắc trong sự thuần tịnh và các đức tính khác. Nó đạt đến bất động chính vì nó vững chắc, có nghĩa là nó không còn cử động, không còn lay chuyển.
Một cách giải thích khác là nó vững chắc vì vững chắc trong tính cách có thể làm chủ của riêng nó, nhờ tính nhu nhuyễn và dễ sử dụng, và nó đạt đến bất đồng vì nó được tăng thịnh bởi tín, vân vân. Vì tâm mà có tín tăng cường thì không bị dao động bởi thiếu đức tin, và khi được tăng cường bởi tấn thì nó không bị dao động bởi giải đãi. Khi được tăng cường bởi niệm thì nó không bị dao động bởi thất niệm hay là lơ đỉnh. Khi được tăng cường bởi định thì nó không bị dao động bởi trào cử. Khi được tăng cường bởi tuệ thì nó không bị dao động bởi ngu si. Và khi được chiếu sáng thì nó không bị dao động bởi bóng tối của cấu uế phiền não. Bởi vậy, khi tâm mà được tăng cường bởi sáu pháp này thì nó đạt đến bất động. Tâm có được tám yếu tố theo cách ấy thì có thể được hướng đến sự chứng đắc bằng thẳng trí. Những pháp cần được chứng đắc với thẳng trí. Và một phương pháp khác, tức là một cách giải thích khác về cái nhóm tư này đó, nó được định tịnh là nhờ định của tứ thiền. Nó được thuần tịnh là nhờ tách rời các triền cái. Nó trong sáng là nhờ vượt qua tâm, vân vân. Nó không có lỗi lầm là nhờ không có những ác dục có căn để từ sự đắc thiền. Tỷ như người muốn cho kẻ khác biết rằng vị ấy có thể thực hành thiền định. Nó được tự tẩy trừ cấu uế bởi vì nó vì biến mất các cấu uế của tâm gồm tham, vân vân. Cả hai điều này được cần được hiểu theo kinh vô uế, tức là kinh số 5 của Trung Bộ Kinh, hoặc là kinh Bộ Dụ, kinh số 7 Bộ Kinh. Nó trở nên nhu nhuyễn do sự làm chủ. Nó dễ sử dụng do đạt được tình trạng của con đường đưa đến thần thông. Nó vững chắc và đạt đến bất đồng bằng cách đạt đến sự tinh tế của sự tu tập đã viên mãn. Có nghĩa rằng vì nó đạt đến bất đồng cho nên nó vững chắc. Và tâm có được 8 yếu tố theo cách trên thì có thể hướng đến sự chứng đắc bằng thẳng trí. Những pháp cần phải được chứng ngộ nhờ thẳng trí vì nó là nền tảng, là nhân gần cho chúng. Vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến các loài thần thông. Ở đây thành công là ích thí, có nghĩa là làm sinh ra hay đạt được. Vì cái gì được sinh ra, được thụ đắc thì gọi là thành công. Như một con người ước ao, nếu ước ao của nó được thành tựu, hoặc là nói sự xuất gia thành công, Ichati, nên đó là một thần thông, Ichi. Nó đánh bài tham dục, nên nó là một biến hóa. A-la-hán đạt thành công, nên đó là một sự thành công. Và nó chuyển hóa tất cả cấu uế, nên đó là một biến hóa. Mình hay dùng từ là biến hóa thần thông đó. Một phương pháp giải thích khác ha. Thành công hay là ích thí theo nghĩa tiếp sau đó là một danh từ chỉ cho hiệu lực của các phương tiện, vì hiệu quả đến tiếp theo với sự phát sinh kết quả mong muốn. Như kinh nói, gia chủ Sita có giới đức, nếu ông nguyện mong rằng đời sau tôi làm chuyện luân vương thì ước nguyện của ông sẽ thành công, vì đó là một ước nguyện trong sạch. Mà ở đây có cái câu quan trọng á, là gia chủ Sita này á, là có giới đức, phải là người có giới đức á, thì nguyên á, thì cái nguyên đó nó trở thành là cái nguyên trong sạch, và vì vậy cái nguyên đó nó sẽ được thành công. Một cách hiểu khác, chúng sanh nhờ phương tiện của nó mà thành công cho nên gọi là thành công. Năng lực thành công này có 10 loại là gì? Thành công do quyết định, thành công bằng biến hóa, thành công bằng thân ý sanh, thành công bằng sự can thiệp của trí, thành công bằng sự can thiệp của định, thành công của các thánh giả, thành công do hậu quả của nghiệp, thành công của người có công đức, thành công do hiểu biết, thành công do nỗ lực đúng. Thì đó là đoạn trích từ bộ Patisamphida Magga, tập 2, trang 205. Ở đây, thành công quyết định nghĩa là như bình thường thì chỉ một thân, mà vì ấy tạc ý biến thành trăm, một ngàn hay là 100.000 thân. Và sau khi tạc ý, vì đấy quyết định với trí như sau: ta hãy biến thành nhiều. Thành công bằng biến hóa như sau khi từ bỏ hình dạng thông thường, vì ấy hiện thành hình một cậu bé hay một con rắn, hay biến ra một cuộc bay binh bộ trận. Đây là do từ bỏ và thay đổi hình dạng thông thường. Cho nên là quý vị nhớ trong câu trong bài kinh Ba Hung là bài tạm kệ mà tạm Phật lực á,
Thì ngài Mục Kiền Liên, ngài Moggallana đó, thì khi mà có cái con rồng mà Nanda Pananda nó hiện tới đó, nó muốn hại Đức Phật á, cho nên là ngài Mục Kiền Liên ngài hiện ra một cái con Long Vương lớn hơn cái con Long Vương đó và áp chế cái con Văn Long Vương đó. Cho nên cái đó gọi là biến hóa từ bỏ cái hình dạng thông thường mà trở thành hình dạng một cái hình dạng khác. Rồi tiếp theo là câu được nói như sau: ở đây một tỳ kheo tạo ra từ thân xác vì ấy, một thân xác có sắc do ý sanh. Tức từ trong bộ Patisamvidamagga, tức là Vô Ngại Giải Đạo đó, thì gọi là thần thông làm ra thân ý sanh, vì nó xảy ra kể như sự phát minh một thân khác do ý sanh ở trong thân này. Thì mình thấy rằng là từ một thân xác vị ấy mà tạo ra một cái thân xác khác có sắc đàng hoàng nha, chứ không phải là chỉ tưởng tượng thôi, nó có sắc và gió ý sanh ra. Đọc tới đây chắc quý vị nhớ câu chuyện của ngài Chulapantaka, mình hay phiên âm là ngài Châu Lợi Bang Đa Gia đó. Ngài khi mà vào tu thì đi có hai anh em, người anh là Mahapantaka, người em là Chulapantaka. Thì người anh đó, đi vào tu đó, mà hai anh em này đều có nhà giàu nha, rồi nghe pháp rồi phát tâm xuất gia, hoan hỷ đi xuất gia. Người anh thì nhanh nhẹn hơn, học đâu nhớ đó. Còn người em á, thì học á, thì trí nhớ và rất là kỳ lạ, cứ đọc một bài bốn câu kệ mà học thuộc hai câu đầu, học thuộc hết mà học hai câu đầu, thuộc hai câu đầu, học xong bốn câu mà đọc là quay lưu lại hai câu đầu thì quên hai câu sau, đọc tới hai câu sau thì quên hai câu đầu, không bao giờ đọc thuộc thì cả bốn câu cả. Học thì cố gắng học thuộc bốn câu nhưng mỗi lần chỉ nhớ được có hai câu thôi. Thì người anh ngày nào cũng hỏi em học thuộc chưa, mà thấy em học có mấy tháng, 4 tháng mà không thuộc một cái câu kệ nữa, cho nên người anh cũng hơi nặng lòng, mà thôi em đi tu mà học kiểu này mà không thuộc, học kinh học kệ học Phật pháp mà không thuộc, thôi em đi về nhà thì thà làm cư sĩ đấy, chứ còn mình làm đi xuất gia mà học hành không được vậy đi tu làm chi, tốn cơm đang đá tiện thị. Thì người em rất là buồn, nhưng mà nghe anh nói thì bây giờ thấy mình tệ quá, tu mà không học được làm sao giúp ai, cho nên là thất thiểu đi từ trong trong tình xã đó đi ra ngoài cổng đình đi về. Nhưng mà may mắn cho ngài đó là ngài đi ra thì gặp Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi là vì sao ông đi đâu, ông than phiền với Đức Phật, là than thở với ngài là con học hoài không thuộc, cho nên là ông sư huynh ông kêu con thôi đi về nhà đấy. Thì Đức Phật ngài thấy là vị này có căn cơ, có ba la mật, có thể nếu mà do cho một cái đề mục đúng đắn thì có thể hành thiền và chứng đắc được, cho nên ngài là thôi đừng, thôi con khó về cái đã, vào đây để ta dạy cho. Thì ngài dạy là bằng cách ngài chỉ đưa một cái khăn trắng, ngài nói là bây giờ cứ ngồi cầm cái khăn này mà nhìn cái khăn này rồi quán tưởng về cái khăn này có thử thấy được cái gì. Thì hôm đó là mùa hè, trời rất là nóng, vị này ngồi cầm cái khăn, cứ cầm nghe Đức Phật dạy sao làm phải cầm cái khăn ngồi xem xét cái khăn, mà cái tay mồ hôi đó thì lâu dần cái khăn màu trắng ấy, nó chuyển thành màu vàng, nó dơ, rồi sau đó nó đen thui, nó dơ bẩn đó, mình dùng từ đen thui nhưng mà tức là nó văng khe đó, nó do mồ hôi rồi bụi bặm cái kia. Thì vì nay bắt đầu mình thấy cái khăn nó thật là vô thường, hồi nãy nó mới rất là trắng rất là sạch mà bây giờ là nó đâu dơ bẩn như vậy đó. Rồi ngày mày quản quá thì cái thân mình nó cũng vậy, nó cũng dơ bẩn, nó cũng vô thường, nó cũng bất tình đủ thứ đó. Mà ngài quán như vậy thôi mà ngay tại chỗ ngồi đó mà ngài chứng đắc A-la-hán, gồm có 8 minh lục thông. Và khi đó là Đức Phật cùng với người anh cùng với cả vị tỳ kheo là đi về nhà Phật tử Tây Tạng, mà người vị này là vì ở nhà tu cho nên không có đi Tây Tạng luôn, nhịn đói luôn. Nhưng mà Đức Phật đang đi Tây Tạng như vậy đó, ở nhà Phật tử mà ngài dùng thần thông ngài biết được là cái giây phút mà ngài Chulapantaka mà chứng đắc đạo quả đó, thì Đức Phật ngài biết được điều đó, ngài rất là hoan hỷ, cho nên ngài gọi cái vị thí chủ là ngài bảo là bây giờ ở tỉnh xã đó còn có một ông sư, sáng nay ông là tích cực hành thiền, ông còn chưa có, ông cũng đi khất thực, nhưng mà hiện giờ đó ông thời giờ thì vẫn còn, cho nên bây giờ là cử một người tới tỉnh xã để mà mời ngài mời cái vị tỳ kheo đó
đi về để mà đi về đi 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 đến để mà đi thọ đi mà thọ trai tăng. Thì người nhà của cái thí chủ đó đi tới thì nghe nói là thỉnh có một vị thôi, nhưng mà vào trong tịnh xá là thấy cả 1.000 vị sư đi lui đi tới. Vị này vô cùng ngạc nhiên vì thấy Đức Phật đưa đi là cũng đã đông chứ tăng đông rồi, có nói ở nhà có một vị mà tới đây thấy 1.000 vị, cho nên vị này không dám mời, sợ không đủ cơm ăn. Cho nên nó quay về lại thưa với Đức Phật là ngài nói con có một vị ở nhà mà con tới là con thấy cả 1.000 vị là Đức Phật biết rồi. Bởi vì ngài biết ở nhà của một mình cái sư phụ Chulapantaka thôi, mà bây giờ biến thành ngang vì chứng tỏ là vị này là đại chứng chứng đắc là tam minh lục thông, là có thân túc thông, là có thể biến một thân ra nhiều thân rồi đó. Như vậy những cái thân kia gọi là thân do ý sanh này, thân ý sanh manomaya, manomaya kaya. Mano là ý, maya là sinh ra tạo ra, và thân là kaya, manomaya kaya kaya thân do ý sanh. Thì khi đó ngài mới dạy á, là bây giờ ông đi tới đứng cái cổng tịnh xá đó, ông kêu to lên, ông nói là con để đây để con xin thỉnh ngài Chulapantaka đi tới nhà con để cái tăng. Thì chỉ cần đọc tên vị đó thôi thì những vị khác á, là vị đó là phải tập trung lại vô một, bởi vì tất cả vị đó cũng chỉ là một vị mà thôi. Thì khi đó vị này tới thưa thỉnh như vậy xong thì vị này vị ngài Chulapantaka ngài nhận lời xong ngài không cần đi bộ luôn, ngài bay luôn. Bay tới thì hồi chúng tỳ kheo đang đi thảo trai. Thì đó như vậy đó là cái thân đó, đó là có sắc đàng hoàng và do ý sinh ra, chứ không phải là do cái nghiệp tái sanh mà tạo ra cái thân. Thì đây là một cái trường hợp ví dụ để cho quý vị thấy cái thân ý sinh ở thời Đức Phật cũng đã có những câu chuyện như vậy. Hoặc là bị quý vị thấy ấy, những cái đoạn mà có những vị mà ngồi thiền ở trong rừng trước khi mà gặp khó khăn, ví dụ như ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, những ngày đầu mà ngài vào mà tu đó, ngài hành thiền đó, ngài bị hôn trầm thủy miên, ngài ngồi thiền mà ngài cũng bị ngủ gục. Thì khi đó Đức Phật ngài cũng dùng một cái thân ý sanh này, ngài hiện ra bởi vì đó và dạy cho vị đó hành thiền. Cho nên trong kinh đó, mình sẽ gặp rất là nhiều câu chuyện mà Đức Phật cùng các vị tỳ kheo mà hiện ra cái thân ý sanh đó. Thì đó là năng lực của thiền chỉ. Một tình trạng đặc biệt phát sinh do ảnh hưởng của trí trước khi trí sinh khởi, hoặc sau khi trí sinh khởi, hoặc trong khi trí sinh khởi, thì gọi là thành công do sự can thiệp của trí. Vì điều này được nói là mục đích là từ bỏ thường tưởng thành công nhờ quán vô thường. Đó gọi là thành công do sự can thiệp của trí. Mục đích từ bỏ mọi cấu uế thành công nhờ A-la-hán đạo. Như vậy là thành công bằng can thiệp của trí. Có sự thành công nhờ can thiệp của trí trong trường hợp Đại Đức Pakula. Có thành công nhờ can thiệp của trí trong trường hợp Đại Đức Sankicca. Và có thành công do can thiệp của trí nơi Đại Đức Phuttapala. Ở đây, khi Đại Đức Pakula còn là một hài nhi, được mang đi tắm trong sông vào ngày lành, vì ấy rơi vào dòng nước do sự bất cẩn của người vú. Một con cá nuốt Đại Đức vào bụng và cuối cùng lôi tới chỗ tắm ở thành Benares, tức là thành Ba La Nại. Ở đấy con cá được một người trai bắt và bán cho người vợ của một ông trưởng giả. Bà thích con cá, muốn từ tay nấu lấy và xẻ nó ra. Và khi làm thế, bà thấy đứa trẻ như là một pho tượng vàng ở trong bụng cá. Bà mừng rỡ nghĩ rằng cuối cùng ta đã được một đứa con trai. Vậy sự sống sót của Đại Đức Pakula trong bụng cá vào kiếp chót của ngài được gọi là thành công do sự can thiệp của trí, vì nó được phát sinh do ảnh hưởng của trí thuộc đạo lộ A-la-hán mà vị ấy sẽ đạt được ở trong đời sống ấy. Và câu chuyện này được kể chi tiết ở trong MA, tức là Majjhima Atthakatha, tức là chú giải của Trung Bộ Kinh, tập 490. Đó là câu chuyện của ngài Bakula. Bây giờ đến câu chuyện của Đại Đức Sankicca. Mẹ của Đại Đức Sankicca chết khi Đại Đức còn ở trong bào thai. Vào lúc hỏa thiêu bà, thì bà bị đấm bằng một cái cọc nhọn để đặt lên giàn hỏa. Hài nhi bị thương tích ở góc con mắt vì cọc nhọn ấy và thốt lên tiếng. Khi ấy nghĩ rằng đứa trẻ còn sống, người ta lấy tử thi xuống mổ bụng ra.
và đem Hà Nhi giao cho bà ngoại của nó. Dưới sự săn sóc của bà, Hà Nhi lớn lên và cuối cùng xuất gia đắc quả A-la-hán. Vậy sự sống sót của Đại Đức Sắc Kích Cha ở trên giang hồ gọi là thành công do can thiệp của trí. Ở đây thì nói đó là những vị mà đã đầy đủ ba la mật, đã đầy đủ ba la mật để mà trở thành một vị A-la-hán ở trong cái kiếp chót đó, đó thì nhờ có cái can thiệp của cái trí tuệ đó, cái năng lực đó mà không có bị chết. Dù có đặt lên dân hòa thì cũng có bằng cái cách nào đó, có cái người lấy cái chọc và chọc vào, thì khi mà chọc vào cái thai lan lên thì người đó nghe, người ta nghe, người ta mà đem cửa xuống người ta cứu. Và câu chuyện thứ ba là câu chuyện của Phu-ta-pa-la. Thân phụ của cậu bé Phu-ta-pa-la là một người nghèo ở thành Vương Xã. Ông đi vào rừng với một chiếc xe để kiếm củi về. Một hôm khi trở về cổng thành thì trời đã tối. Những con bò kéo xe nó tuột khỏi cái ách và nó thoát vào đô thị. Ông để đứa bé ngồi yên bên chiếc xe và đi vào thành để tìm gặp bò. Nhưng mà ông chưa kịp trở ra thì cổng thành đã đóng rồi. Và sự sống sót của hai nhi qua một đêm ở ngoài cổng thành đầy thú dữ và ma quỷ thì được gọi là thành công nhờ can thiệp của trí. Một tình trạng đặc biệt phát sinh do ảnh hưởng của tình chỉ trước khi đắc định, hoặc là sau khi đắc định, hoặc là trong khi đắc định thì gọi là thành công do can thiệp của định. Như nói, mục đích từ bỏ những triền cãi thành công nhờ sơ thiền, nên đấy là thành công nhờ can thiệp của định. Mục đích từ bỏ vô sở hữu xứ thành công nhờ chứng phi tưởng xứ, nên gọi đó là thành công nhờ can thiệp của định. Có thành công nhờ can thiệp của định ở tôn giả Sariputta, tôn giả Sanchiva, tôn giả Kanupondanya, tỷ nữ Uttara và tỷ nữ Samavati. Bây giờ kể câu chuyện từng vị một ha. Đầu tiên là câu chuyện của ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất. Ở đây, trong khi tôn giả Xá Lợi Phất đang ở với tôn giả Mục Kiền Liên tại Kapota Kandara, ngài đang ngồi giữa khoảng trống ngoài trời vào một đêm trăng với cái đầu mới cạo tóc. Khi ấy một con ác quỷ, mặc dù đã được bàn nó cảnh cáo, đến đánh một cú vào đầu tôn giả vang tiếng như sấm. Vào lúc bị giảng cú đấm thì tôn giả đang nhập định, nhờ vậy mà ngài không bị thương tổn. Đây là thành công do can thiệp của định nơi tôn giả. Và câu chuyện còn được kể trong Udana số 39. Udana tức gọi là cảm hứng ngữ đó. Khi trưởng lão Sanchiva đang ở trong đình diệt thọ tưởng thì những kẻ mục tử tức là những kẻ mà chăn cừu đó, trông thấy thì tưởng là ngài đã chết. Chúng đem cỏ, củi khô, phân bò và đốt lên. Không một chẻo ý của tôn giả bị cháy. Đây là sự thành công nhờ can thiệp của đình ở tôn giả. Ảnh hưởng của đình chỉ xảy đến trong khi ngài nhập và xuất liên tiếp tám thiền trước khi vào định diệt thọ tưởng. Và câu chuyện này được kể ở trong Kinh Trung Bộ tập 1 trang 333. Còn trưởng lão Khanu Kondanya thì có biệt tài là chứng đắc các thiền chứng. Một đêm kia, ngài ngồi nhập định trong một khu rừng. Có 500 tên cướp đi qua với những đồ vật đã trộm được. Vì nghĩ không ai theo đuổi và cần nghỉ ngơi, cho nên chúng mới đặt các vật đồ vật kia xuống. Và vì trưởng lão là một khúc cây, thì cái chữ Khanu đó đi ra từ chữ Khanuka là khúc cây này, thành cái tên của ngài đó. Chúng trông đồ đạc lên trên ngài, và ngài xuất định vào lúc đã tỉnh trước, đúng vào lúc những cái tên cướp nghỉ ngơi xong sắp sửa lên đường. Ngay lúc ấy thì tên cướp đầu tiên đã bỏ đồ vật trộm lên người ngài và bây giờ đang lấy để ra đi. Khi chúng thấy cử động, ngài cử động thì nó hoảng sợ hét lên. Vị trưởng lão nói, đừng sợ cư sĩ, tao là một tỳ kheo. Bọn cướp đánh lễ ngài và xin xuất gia. Rồi cuối cùng điều đắc A-la-hán quả cùng với các vô ngại biện tài. Ở đây, vị trưởng lão không bị hại bởi 500 quái hàng chất lên người ngài là sự thành công nhờ can thiệp của định. Tỷ nữ Uttara là con gái của một trưởng giả tên là Punaka, một dâm nữ tên là Sirima, gánh tỳ với nàng, cho nên đổ một thùng dầu sôi lên đầu nàng.
Vào lúc ấy Uttara nhờ đã đắc thiền về tư tâm nên dầu chảy khỏi người tín nữ như là nước đổ là sen. Đấy là thành công nhờ can thiệp của định lực nơi bà. Và câu chuyện này được kể chi tiết trong Dhammapada, là kinh Phật cũ đó, mà có chú giải đó, tập 3 trang 310. Hoàng hậu của vua Udena tên là Samavati. Bà Malamon Magandhya là vì mong cho con gái mình trở thành hoàng hậu nên đã bỏ một con rắn độc trong cây đàn tỳ bà của Samavati. Rồi tấu vua, tấu bệ hạ, Samavati muốn hạ ám hại bệ hạ đó. Samavati này tức là hoàng hậu đó nha. Bà ấy mang theo một con rắn độc trong cây đàn của bà. Khi vua tìm thấy con rắn thì vua ông nội trần lôi đình toán giết bà với một mũi tên tẩm thuộc độc. Samavati cùng với tùy tùng biến mạng tâm tư lan đến ông vua. Ông đứng run rẩy mà không bắn được mũi tên ra mà cũng không dẹp nó đi được. Khi ấy hoàng hậu hỏi, hoàng thượng có chuyện gì thế? Mệt trong người chăng? Phải, ta mệt. Vậy hãy bỏ xuống cây cung. Và cây cung rơi xuống chân nhà vua. Khi ấy hoàng hậu bảo, người ta không nên oán thù một người không có oán thù. Như vậy sự kiện nhà vua không dám bắn ra mũi tên chính là một thành công nhờ can thiệp của định lực nơi tín nữ Samavati. Đây là nằm trong tích truyền Phật cũ ha. Cái làm cho hành giả an trú không cảm thấy ghê tởm đối với những gì đáng ghê tởm thì gọi là thành công của thánh giả. Như là kính nói, gì là thành công của bậc thánh? Ở đây nếu một tỳ kheo ước nguyện mong rằng ta an trú không ghê tởm những gì đáng ghê tởm, và vì ấy không có ghê tởm với nó, vì ấy an trú với xả đối với vật ấy, chánh niệm và hoàn toàn tỉnh giác, đây gọi là thành công của những bậc thánh, vì nó chỉ được phát sinh nơi những bậc thánh đã đạt được đến sự làm chủ tâm. Vì nếu một tỳ kheo với lậu hoặc đã bị phá hủy mà có được sự thành công này, thì khi gặp một đối tượng khả ố, vì ấy thực hành biến mạng tâm tư đến nó, hoặc là tác ý đến nó như chỉ là tử đài, vì ấy an trụ biến mạng với tâm không có gượng ghét hay là chán ghét đối tượng ấy. Và khi gặp một đối tượng khả ái thì vì ấy an trú biển mạng tính cách bất tình hoặc tác ý đến nó như là vô thường thì an trú đối với tượng đáng ghê tởm hay là đáng chán. Cũng vậy trong trường hợp gặp cái đáng chán, vừa gặp cái không đáng chán thì vì ấy thực hành biển mạng như trên với tâm từ hay tác ý đến nó như là tử đài, vì ấy an trú với tượng không đáng chán. Và trong trường hợp gặp cái không ghê tởm và cái ghê tởm, vì ấy thực hành biển mạng như trên với tượng bất tình hay tác ý định nó như là vô thường, vì ấy an trụ tượng đáng tởm. Nhưng khi vì ấy tập luyện xả gồm 6 chi phần như sau: khi thấy một sắc pháp với con mắt, vì ấy không vui thú, cũng không vân vân, cũng không chán ghét cái này kia, thì khi ấy từ bỏ cả hai tượng đáng chán và không đáng chán, hành giả an trụ xả, chánh niệm, tỉnh giác hoàn toàn. Vì ý nghĩa này được trình bày như sau trong bộ Patisamphida, tức là Vô Ngại Giải Đạo đó. Thế nào là vì ấy an trụ tượng không đáng chán trong cái đáng chán? Đối với một vật không thích ý, vì ấy biến mạng nó với tâm từ hoặc kệ nó như là tử đài. Như thế, gọi là thành công của thánh giả, vì nó đã được phát sinh nơi bậc thánh đã được đạt đến tâm từ chủ. Và mục tiếp theo đó là nói tới cái việc thân thông này này. Thân thông gồm cái việc là du hành giữ hư không như chim bay, một thân biển ra nhiều thân vân vân đó, thì gọi là thành công do quả báo của nghiệp. Thành công do quả báo của nghiệp, như kinh nói, gì là thành công do quả báo của nghiệp? Thành công trong tất cả những loài chim có cánh, trong tất cả chư thiên, trong vài người, trong số chúng sanh ở đời xứ, thì gọi là thành công do quả báo của nghiệp. Vì ở đây, khả năng bay lượn trên không của một loài chim có cánh không cần thiền định hay tuệ giác di ráo, gọi là thành công do quả báo của nghiệp. Cũng vậy, trong tất cả loài chư thiên và một số loài người vào khởi thủy của một thời kiếp, cũng vậy thành công bay được trong một vài chúng sanh ở đòa xứ như con quỷ cái mẹ của Piyankara và mẹ của Uttara vân vân.
Ở đây ý nói rằng đó là quý vị thấy là thân cái việc mà thần thông bay bay đi đó đó thì á, cũng có khi là không phải là thành công là do cái do thiền ha, trên kia nói thành công do thiền, nhưng mà cũng có loài á, thành công do quả báo của nghiệp. Ví dụ như con chim, này sinh ra nó bay được thôi, nó tập từ từ là nó sẽ bay được. Vậy thì con chim nó cũng bay được, nhưng mà cái chuyện bay được của con chim đó là do nghiệp, do cái sinh nghiệp của trong loài chim á. Chứ không phải là ở đây để mà mình loại trừ ra để nói rằng là không phải cái bay được, cái gì mà bay được thì đều gọi là có thần thông ha. Tiếp theo là thành công gồm trong việc du hành trong không gian vân vân, trong trường hợp những vị chuyển luân vương vân vân, gọi là thành công của những người có công đức. Như kinh nói, gì là thành công của những người có công đức? Vua chuyển luân du hành trên không với bốn đạo quân, còn cả quân hầu và quân dự cừu, tức là mục tử, gia chủ Jyotika, có thành công của người có công đức. Những gia chủ Jatilaka, Gosita, Mendaka, có thành công của những người có công đức. Sự thành công của năm vị đài công đức gọi là thành công của những người có công đức. Nói tóm lại, điều đặc biệt của sự thành công khi những công đức đã tích lũy hay đã chín mùi thì gọi là thành công của những người có công đức. Một lâu đài bằng pha lê cùng với 64 cây ước đã tách đôi mặt đất mà vọt lên trước mặt gia chủ Jyotika. Đó là thành công do công đức trong trường hợp của gia chủ này. Một núi vàng cao 80 cubit được xuất hiện cho Jatilaka. Thì đấy đều là những câu chuyện Phật cũ hết đó ha. Sự sống sót an ổn của Gosita khi có những năng lực để giết ông ta ở 7 chỗ là thành công của những người có công đức. Sự xuất hiện của những con cừu đực làm bằng 7 thứ quý báu tại một nơi rồng một tâm cây cho gia chủ Mendaka thì gọi là thành công của những người có phước đức. Năm người rất có công đức đó là trưởng giả Mendaka, vợ ông tên là Chandapadumasira, con trai của ông là Thananchaya, con dâu của ông là Sumahadevi và tôn nô tỳ của ông là Punna. Khi trưởng giả Mendaka gội tóc và ngước nhìn lên trời, có 12.500 đầu tóc rơi xuống cho ông toàn một thứ gạo đỏ. Khi vợ ông lấy một na ly cơm ra, thì cơm ấy đem cho cả nước dùng cũng không hết. Và con trai họ lấy ra một túi tiền chứa 1.000 đồng đú cát, thì không những đồng tiền ấy, thì những đồng tiền ấy đem cho tất cả cư dân đảo Diêm Phù Đề cùng vợ con. Khi con dâu ông lấy ra một tuấn ba lúa để bố thí tất cả dân Diêm Phù Đề thì tóc ấy vẫn không hết. Khi người nô tỳ cày với chỉ một lát cày thì có đến 14 luống cày, mỗi bên 7 luống. Đây là thành công của những người có công đức. Công đức hay là phước đức luôn đó. Thành công khởi đầu bằng sự du hành qua hư không. Trong trường hợp của những bậc thầy về các học thuật thì gọi là thành công nhờ học thuật. Ví dụ trong bộ Patisamfida có nói gì là thành công nhờ học thuật? Những bậc thầy về học thuật sau khi đã thốt lên những bùa chú có thể bay được qua hư không, cho thấy một con voi giữa trời vân vân, và chúng có thể bay binh bổ trận giữa hư không. Thì như vậy trên kia là nói là do nghiệp nè, hoặc là do phước đức, cũng có công đức nè, cũng có thể biến hóa. Rồi bây giờ đó là những người như học thuật thời Đức Phật á, thì cũng có những người là họ không có tu thiền đắc thiên chỉ, nhưng mà họ lại học được những câu chú, những cái bùa chú, mà những bùa chú đó đó lại có cái năng lực, và chỉ cần đọc cái câu bùa chú đó thôi, người ta cũng có thể bay được trong hư không. Mình quay ở trong phim mà Tây Du Ký ra. Thì mình thấy là có những cái khi mà đọc bùa này kia, rồi nó biến hóa này kia đó, thì mình nghĩ là ồ, cái này là ảo tưởng, là hư cấu, nhưng mà thật sự ra đó nó có là đúng. Và tại vì mà mình không biết, mình không thấy, mình không chứng nghiệm thì mình nói à, cái đó tôi chưa biết, chứ đừng còn nói cái đó không có. Nó không có đối với mình, nhưng mà có thể nó có với người khác. Nhưng sự thành công trong việc này, việc nọ nhờ một nỗ lực đúng thì gọi là thành công do áp dụng nỗ lực đúng.
Như điều này được nói, mục đích từ bỏ dục tham, thành công nhờ sự xuất ly. Đấy là thành công, với ý nghĩa thành công do áp dụng nỗ lực đúng. Mục đích từ bỏ tất cả ô nhiễm thành công nhờ A-la-hán đạo, đó là thành công trong nghĩa thành công do áp dụng nỗ lực đúng. Và văn đây cũng tương tự văn trước trong sự làm sáng tỏ nỗ lực về sự hành nghề như là một chiếc xe vân vân. Bất cứ công việc gì thuộc về ý học, sự học hỏi, ba tập về đa, ba tàng giáo điện, cả đến công việc liên hệ đến cày, gieo lúa vân vân. Sự đặc biệt xuất sắc phát sinh do làm những công việc ấy đều gọi là thành công do áp dụng nỗ lực đúng trong trường hợp này hay khác. Bởi thế trong 10 loại thành công nói trên chỉ có thành công do quyết định, do biến hóa và thân ý sanh là thực sự được ám chỉ trong câu các loại thần thông. Bây giờ đến các loại thần thông là đến những thành phần, những ngành thần thông, vì ấy hướng tâm, dẫn tâm, là khi tâm của vị tỳ kheo ấy đã trở thành cơ bản cho thánh trí theo cách đã nói, thì vị ấy hướng tâm đã làm những công việc tiên quyết với mục đích là chứng các thần thông. Vị ấy để tâm hướng về các loài thần thông, dẫn tâm ra khỏi casino làm đối tượng của nó trước đấy, và hướng về, tức là làm cho tâm hướng đến thiên về cái mà thần thông phải chứng. Đoạn này thì rõ rồi ha, không cần phải giải thích thêm. Vì ấy là tỳ kheo đã làm sự hướng tâm theo cách trên. Những loài thần thông khác nhau là những thần thông đủ loài đủ ngành. Rồi bây giờ đó, mày bắt đầu mày trở vào trích dẫn một đoạn nguyên á, là nói về thân túc thông này. Kính nói, vì ấy một thân hóa thành nhiều thân, nhiều thân trở thành một thân. Vì ấy hiện ra rồi biến mất. Vì ấy đi ngang qua tường, qua vách núi, qua những chỗ bưng bít không bị trở ngại như đi qua hư không. Vì ấy đồn thổ rồi trôi lên mặt đất như thể là ở trong nước. Vì ấy đi trên nước mà không bị vỡ ra như đi trên đất. Vì ấy ngồi kiệt già mà đi trên hư không như con chim. Với bàn tay vì ấy sơ chạm mặt trăng, mặt trời, những vật có đài oai lực như thế. Vì ấy thực hiện sự làm chủ thân xác cho đến tầng phàm thiên giới. Đoạn này á, cũng đích từ trong trường bộ kinh, kinh là Sa Môn Quả. Ở đây một thân là bình thường vì ấy chỉ là một trước khi thực hiện thân thông và biến thành nhiều. Vì muốn cùng đi, cùng đọc, cùng luận đàm với nhiều người, vì ấy biến thành 100 hay 1.000. Nhưng làm thế nào vì ấy làm được việc đó? Là do vì ấy đã hoàn tất 4 cõi, 4 căn bản, 8 bước và 16 căn đế của thần thông rồi mà quyết định vị trí. Đấy là đã giải thích tuần tự làm sao mà có thần thông đó. Thì đầu tiên là vì ấy làm sao hoàn tất 4 cõi. Mà 4 cõi là gì? 4 cõi ở đây cần được hiểu là 4 thiền, tức là 4 tầng thiền đó. Vì điều này đã được bậc tướng quân chánh pháp Sariputta nói, gì là 4 cõi hay là 4 bình diện của thần thông? Đó là sơ thiền. Sơ thiền cõi phát sinh do viễn ly, nhị thiền cõi của hỷ và lạc, tam thiền cõi của xả và lạc, tứ thiền cõi của không lạc không khổ. 4 cõi này của thắng trí đưa đến sự chứng đắc thần thông, đến sự có được thần thông, đến sự biến hóa của thần thông, đến ý lực của thần thông, đến sự làm chủ được thần thông, đến sự vô ý ở trong thần thông. Và vì ấy đạt đến thần thông bằng cách trở nên nhẹ bổng, nhu nhuyễn dễ sử dụng về thân, sau khi nhúng mình trong cái tượng lạc và tự nhẹ do thống nhuần, biến mạng hỷ và lạc. Đó là lý do mà ba thiền đầu cần được hiểu là bình diện cận hành, vì chúng đưa đến sự chứng đắc thần thông bằng cách ấy. Nhưng tự thiền là bình diện tự nhiên cho việc chứng đắc thần thông. Tức là tạm lại bốn quải đó, tức là đi qua bốn tầng thiền thôi ha. Bây giờ bốn căn bản là gì? Bốn căn bản cần được hiểu là bốn nền tảng cho thành công hay là đào lồ đưa đến uy lực thần thông. Vì điều này được nói, gì là bốn căn bản? Chữ căn bản là chữ là Pada, là con đường, và cho thành công tức là ý chí uy lực.
Ở đây một tỳ kheo tu tập căn bản đào lộ đưa đến thành công, vừa có định giáo dục và phát cần giới. Vì ấy tu tập đào lộ đưa đến thành công, vừa có định giáo tinh tấn và phát cần giới. Vì ấy tu tập đào lộ đưa đến thành công, vừa có định giáo sự thanh tịnh tự nhiên của tâm và phát cần giới. Vì ấy tu tập đào lộ đưa đến thành công, vừa có định giáo trạch pháp và phát cần giới. Bốn đạo lộ thành công này đưa đến sự chứng đắc thần thông, đến sự vô úy nhờ thần thông. Khi những cái mục mà in đầm lên ha, là dục này, rồi tinh tấn, rồi thanh tịnh tự nhiên và trạch pháp, thì bốn cái này được gọi là bốn cái đạo lộ thành công để đưa đến sự chứng đắc thần thông. Và ở đây định có dục làm nhân cho nó, hoặc có dục kể như yếu tố nổi bật thì gọi là định giáo dục. Đây là đại là danh từ chỉ định đạt được bằng cách ưu tiên cho dục với ý nghĩa là mong muốn hành động. Ý chí tức là hành kể như nỗ lực thì được gọi là phát cần giới. Đây là danh từ chỉ nghiệp lực chánh tinh tấn hoàn thành bốn nhiệm vụ của nó và có được tức là được trang bị bằng định giáo dục do và bốn trường hợp nỗ lực tức là phát cần giới. Đào lộ đưa đến thành công là nền tảng cái thành công. Có nghĩa là toàn thể tâm và tâm sở còn lại trừ định và dục. Ở đây là mình nói định và dục là nằm ở trong cái phần nào quý vị nhớ không? Gọi là tự như ý túc á, là mình gọi là dục như ý túc này. Rồi định là cân như ý túc. Rồi định tâm hay là định như ý túc. Và thậm như ý túc ha. Cho nên là trong trường hợp này đó là mình nói là toàn thể tâm và tâm sở còn lại trừ định và dục làm thành con đường căn bản đưa đến định do dục và phát cần giới liên hệ đến thẳng trí. Nhưng cái sau này chỉnh chủng được gọi là thành công theo nghĩa là làm phát sanh hoặc là kế tiếp, hoặc theo nghĩa chủng sanh thành công nhờ cái phương tiện của nó. Vì điều này được nói căn bản để thành công hay là con đường đưa đến thành công đó chính là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn nơi mỗi con người. Hoặc có nghĩa là nó đạt tới nhờ phương tiện ấy nên được gọi là con đường, nghĩa là nó được với tới cái từ mà Iti Pada mình hay dịch là thần túc á, trong chỗ đóng đầu cái chữ Iti là thần thông và Pada là túc á, ha. Thì thần túc là một danh từ chỉ cho dục vân vân, như kinh nói này các tỳ kheo, nếu một tỳ kheo có định, có nhất tâm được hỗ trợ bởi dục, đó gọi là định do dục. Vì ấy làm khởi dậy dục đối với sự không sanh khởi những ác pháp đã sanh. Nỗ lực, cố gắng, tinh tấn, phấn đấu. Vì ấy làm khởi dậy dục đối với sự phát sinh những thiện pháp chưa sinh. Vì ấy khởi dậy dục đối với sự duy trì, sự không biến mất, sự tăng trưởng lớn mạnh, phát triển và viên mãn những thiện pháp đã sanh. Cố gắng, nỗ lực, tinh cần, phấn đấu. Đây là bốn trường hợp của phát cần giới. Bởi vậy dục này và định giáo dục này và bốn phát cần giới này gọi là con đường đưa đến năng lực. Con đường có định giáo dục và tinh tấn. Và ý nghĩa cần được hiểu theo cách này trong trường hợp những căn bản thành công khác. Và cái đoạn này thì cũng nói tiếp tới sức mạnh của định và của dục thôi ha. Mà bây giờ đấy mình còn thêm hai để có thì con rất là nhiều xem nha. Bài này là con thấy con khoảng bài 2-3 trang nữa. Nhưng mà 2-3 trái nhưng mà còn những đoạn sau nữa. Cho nên bây giờ là mình dừng lại ngắn đây đây. Mình dừng ngắn đoạn là 54 ha. Tức là cái 8 bước mình nói sau đi. Bây giờ đó, hôm nay là mình chỉ đọc một cái đoạn cũng là 1 tiếng đồng hồ đó ha. Là những đầu tiên á, là cái đoạn này á, là cũng tóm tắt lại là một người mà muốn mà để có đắc được thân thống á, không phải dễ. Phải vô cùng thuần thục ở trong các thiền. Và quý vị thấy thiền mà đi tuần thuần chiều rồi ngược chiều rồi có thể là bỏ băng đối tượng hoặc là bỏ băng thiền hoặc là
vừa bỏ băng cái này vừa bỏ băng cái kia, hoặc là bỏ băng cái này không bỏ băng cái kia vân vân đó, thì hồi nãy mình đọc đó, thì là rồi phải có đầy đủ rất là nhiều những cái yếu tố, những cái yếu tố mà trong đó là nói tới 14 yếu tố đó ha. Rồi sau này thì nói tới những cái giải thích thêm những cái chi tiết khác đó à. Và đặc biệt trong này cũng có kể những cái câu chuyện này thân thân, cho nên đọc khi đọc chú giải Thánh Tịnh Đào nó cũng có cái văn phong chú giải đó à. Cho nên đó là những cái khi mà nói tới một câu chuyện gì một phần mục nào, thì ví dụ như là thành công nhờ can thiệp của trí à, thì kể câu chuyện của những vị mà trong kiếp chót đó chắc chắn họ sẽ đắc được quả A-la-hán, và nhờ cái trí này, tức là cái trí xuất thế gian mà nhờ cái phương tiện can thiệp là trí, nhờ cái ba la mật của vị đó đó mà vị đó mới có thể vượt qua được những cái chướng ngại. Thì cái phần mà thẳng trí này nó còn phần 6 nữa, phần này tới hai phần ha, phần A và phần B à, cho nên là bây giờ mình dừng lại ở đây để mình đưa qua phần thảo luận hôm nay đó. Chiều nay thì sư cô cũng dạy tình cờ đó, thì hôm nay là dạy buổi đầu tiên, chiều nay là sẽ dạy cho cái khóa 7 là họ mới khóa từ xa họ mới tuyển sinh vào đó à, cũng dạy là môn thuật ngữ Phật pháp đó. Thì bài đầu tiên cũng là bài Avinya, cũng là bài thẳng trí, mà trong đó đó thì ngài ngài Nhanatiloka ngài trích là khá là tức là khá ngắn ngắn gọn à, mà dùng thuật ngữ là tiếng Anh và tiếng Pali, cho nên là trong bài này thì mình chỉ nói thuần túy là tiếng Việt thôi, bởi vì thấy là không có đề cập nhiều tiếng Pali ha. Nhưng mà nếu như mà bài chiều nay ai mà muốn vào học cái phần tặng trí này mà bằng tiếng Anh, có chú thích thêm bằng tiếng Pali đó, thì lát nữa sư cô sẽ gửi cái ID của cái lớp trong cái Zoom, cái nhóm Zalo Abhidhamma đó, quý vị cũng có thể vào học dự thính được. À, nhớ dự thính đó là quý vị nhớ là làm cái nickname, mình đổi cái tên của mình lại thành chữ dự thính ha. Thì khi mà vào dự thính thì không có bị kêu lên đọc bài trả lời giao bài này gì hết, chỉ ngồi nghe thôi, chỉ nghe thêm để quý vị làm thêm một cái số từ ha. À, còn bây giờ thì mình dừng lại để xem thì quý vị có thắc mắc đặt câu hỏi hoặc là bình luận gì không, thì mời quý vị đưa tay nha, mở mic quý vị. Chắc không có ai hỏi gì hết ha. Vì đoạn này cũng chưa có gì nhiều, chỉ giải thích kinh văn là chính thôi. À, thì nếu không ai hỏi đó thì chắc là hôm nay mình nghỉ sớm một chút cũng được. Là bởi vì chiều trưa nay là sư cô cũng phải dạy, chiều nó dạy tới 4 tiết rồi. Nên là hôm nay dạy những cái lớp như thế này đó cũng hơi mệt mệt hơn dạy ở lớp nha. Vì dạy ở lớp á mình còn lao lưu về học sinh để học sinh có thể đọc hay nói hay này kia đó, còn dạy online hầu như là mình phải làm việc nói liên tục suốt, mà dạy một tiếng là nói hết cả một tiếng đồng hồ, mà dạy 2 tiếng là phải nói suốt cả 2 tiếng đồng hồ, cho nên là đúng ra bài đúng còn mà phải dừng lại vì để dành hơi chiều nó dạy tiếp 4 tiếng nữa. Rồi, nếu không có ai hỏi hay là thảo luận gì thì xin mời đại chúng mình chắp tay để hồi hướng chấm dứt buổi học sáng hôm nay. Y đằng nô nha thì nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta du y đằng nô nha thì nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta du y đằng nô nha thì nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta du y đằng vát ta mê bùn nhang a sa vát khai gia vang hô tu. Sao thử, xin chào tạm biệt mọi người.